Thưa quý vị, trong phần trao đổi với chuyên gia chứng khoán ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Huỳnh Anh Tuấn là tổng giám đốc của công ty chứng khoán SJC. Thưa anh, là thị trường chứng khoán tuần qua thì diễn biến tích cực, tuy rằng là cái kỳ vọng mà vượt qua mức 730 hình như là khó có thể thực hiện được, khó khả thi. Tuy nhiên chúng ta nhận thấy là mỗi một khi mà thị trường tăng điểm thì các nhà đầu tư lại bán ra chốt lời. Và nhiều người cho rằng điều này là bình thường trên thị trường, nhưng theo anh nếu cứ tiếp tục cái kịch bản đấy thì cái việc này nó có ảnh hưởng đến những cái phiên tiếp theo hay không? Theo tôi thì chúng ta thấy nhìn lại cái quá khứ, rõ ràng là khi thị trường test cái vùng đỉnh tức là xung quanh khoảng 730 điểm, thì tôi cho rằng là bất cứ cái thị trường nào khi mà cái chu kỳ mà khi mà tăng điểm và test lại cái vùng đỉnh thì lập tức là cái áp lực bán ngay vùng đỉnh nó khá rất là mạnh, và thông thường thì rất là khó có thể mà một lần hai lần có thể vượt vùng đỉnh, mà đa số là nó thường phải test rất là nhiều lần. Bởi vì khi chúng ta biết cái test nhiều lần để cái lực cầu nó mới hấp thụ từ từ ở những cái cổ phiếu mà đạt ở vùng đỉnh và những cái áp lực bán ở vùng đỉnh, thì sau khi nhiều lần hấp thụ thì và tích lũy ở vùng đó thì lúc đó thị trường nó mới có một cái động lực, cái đà để có thể vượt ra khỏi vùng đỉnh. Đặc biệt chúng ta thấy ngay cái thời điểm này trong tháng 5 thì cái tâm lý mà cái thiếu vắng rất là nhiều cái thông tin tích cực từ doanh nghiệp hoặc từ vĩ mô cũng rất là nhiều. Do đó thị trường đang giao dịch ở một trạng thái, tôi cho là một mặt là thận trọng, một mặt là test lại đỉnh. Phần thứ hai là chúng ta thiếu thông tin, cho nên thị trường chủ yếu giao dịch ở một cái kỳ vọng là sắp tới thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng. Do đó cái dòng tiền hiện nay đang luân chuyển khá là tích cực trên thị trường. Đặc biệt là chúng ta thấy những cái nhà đầu tư lớn, những nhà tạo lập thị trường, họ luân chuyển dòng tiền từ những nhóm cổ phiếu này qua nhóm cổ phiếu kia để đảm bảo rằng là chỉ số index nó điều chỉnh trong cái sự mà chấp nhận được của nhiều nhà đầu tư trong cái thời buổi chúng ta thiếu vấn nhiều thông tin tích cực. Và cái tâm điểm của hai sàn chính trong tuần vừa qua là cái nhóm bất động sản và xây dựng, và thậm chí là trên cái sàn upcom thì cái nhóm này cũng đang rất là tốt. Thế vậy thì theo anh, các nhà đầu tư có nên chuyển hướng sang cái bất động sản và xây dựng trên upcom hay không? Rõ ràng là chúng ta thấy trong cả một cái giai đoạn dài vừa qua thì tôi thấy là cổ phiếu bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, hàng loạt những cái cổ phiếu này thì có thể nói là có nhiều cổ phiếu trong cái nhóm cổ phiếu này có thể nói nó tăng khá mạnh, tăng 200-300%. Và mà sở dĩ như thế thì chúng ta thấy cái thông tin về thị trường bất động sản trong cái giai đoạn 2-7 tôi cho rằng là nó đang ở cái xu hướng khá là tích cực. Đặc biệt chúng ta thấy những cái nhóm ngành khác giống như nhóm ngành dầu khí và hàng loạt những nhóm ngành khác thì có rất là nhiều cái yếu tố mà không có tích cực để có thể hỗ trợ cho những nhóm ngành đã tăng trưởng, cho nên hầu như dòng tiền vẫn lây quay tìm những cái nhóm cổ phiếu để thay thế cái nhóm cổ phiếu bất động sản như hiện nay, nhưng mà cũng rất là khó có thể chọn thời điểm này ở một cái thời điểm này. Đặc biệt chúng ta thấy khi cũng có rất là nhiều cái cổ phiếu và bất động sản ở thị trường upcom, tôi cho rằng cái sức sinh lợi của họ khá là tốt, nhưng mà có một cái điểm đặc khá là đặc biệt ở upcom là tính thanh khoản rất là thấp, cho nên hầu như các nhà đầu tư và cái dòng tiền dịch chuyển của hôm nay tôi cho rằng cái mức độ nó không đáng kể, ngoại trừ khi mà chúng ta thấy những cái cổ phiếu mà trên sàn HOSE đó là những cổ phiếu bất động sản tăng quá thì dòng tiền bắt đầu cũng lay quay đi tìm những cái cổ phiếu cũng có mức tương đồng, nhưng mà ngược lại nằm ở upcom thì tôi cho là dòng tiền này hiện nay chỉ ở một cái giai đoạn tức thời, tôi cho rằng nó không phải là một xu hướng dịch chuyển lâu dài của thị trường. Và theo cái báo cáo mới công bố mới đây về kết quả kinh doanh quý 1 2017 của các cái mã blue chip trong rổ VN30 thì các cái mã này hầu như là tăng đến trên 30% so với cùng kỳ năm ngoái, và thậm chí là những cái mã như SSI hay GAS thì tăng đến 50%. Thế vậy thì theo anh, cái sóng blue chip có hình thành trong cái thời gian sắp tới hay không? Chúng ta thấy hiện nay mặc dù tính thanh khoản trên thị trường khá cao, nhưng mà trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy hầu như dòng tiền đang nghiêng về cái những cái nhóm cổ phiếu penny và midcap, đặc biệt là những cái cổ phiếu cái dòng bất động sản, hầu như nhóm cổ phiếu này tăng trong một thời gian khá dài, và những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy trong cái thời gian vừa qua thì trong cái nhóm VN30 hầu như là tôi thấy rằng cái mức độ tăng của nhóm cổ phiếu này không đáng kể, mặc dù lợi nhuận của họ tăng.
Bởi vì tôi cho rằng là có lẽ là cái cổ phiếu mini và midcap trong thời gian vừa qua nó có cái mức độ giảm khá là dài, và hầu như các nhà đầu tư lớn ở cái giai đoạn trước đó thì họ cũng đã đẩy những cái cổ phiếu trong VN30 lên một cái ngưỡng mới, và sau đó thì họ cho những cái cổ phiếu này ở một cái giai đoạn tích lũy mang tính chủ đạo, và sau đó thì dòng tiền cứ dịch chuyển trong những nhóm cổ phiếu này để đảm bảo giữ vững cái chỉ số và ổn định số index, và sau đó thì họ vẫn có một lớp dòng tiền khác họ tập trung vào nhóm cổ phiếu penny midcap. Cho nên tôi nghĩ là cái xu hướng sắp tới dòng tiền để mà chỉ số vượt qua khỏi 730 thì tôi nghĩ dòng tiền sẽ chuyển qua cái nhóm VN30. Và trong cái cuối tháng 5 thì quỹ ETF sẽ tiến hành chốt danh mục để tái cơ cấu cái kỳ 2. Và trong cái kỳ mà review trước thì các nhà đầu tư đã gặp rất là nhiều bất ngờ. Vậy thì theo anh, nếu như các nhà đầu tư theo dõi sát sao ETF thì liệu rằng họ có thể đầu tư thành công các cái cổ phiếu liên quan hay không? Tôi cho rằng vừa rồi thì cái kỳ ETF vừa rồi thì chúng ta trong cái kịch bản đưa ra của rất là nhiều công ty chứng khoán thì hầu như họ đưa ra cũng mức cũng tương đối gần như là chính xác với cái việc ETF review. Chỉ có một cái điều làm cho nhiều người bất ngờ, đó là cái cổ phiếu Novaland được mặc dù tất cả các tiêu chí họ đưa sau khi tính toán thì cổ phiếu này vẫn chưa đáp ứng được những cái điều kiện thông thường như ban đầu, nhưng mà rõ ràng ETF họ sau một cái thời gian dài thì họ đầu tư ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì họ cũng rút ra rất là nhiều cái bài học kinh nghiệm. Bởi vì chúng ta thấy là có những cái cổ phiếu mà được những nhà tạo lập, những họ tự tạo ra những cái cổ phiếu để đáp ứng những cái điều kiện của ETF mỗi lần ETF review để họ lọt vào cái rổ đó. Cho nên là trong cái nhiều cái nguyên tắc thì ETF lại cũng có những cái nguyên tắc là không có cho nhà đầu tư biết, cho nên là cái kỳ vừa rồi tôi cho rằng nó sẽ có một yếu tố bất ngờ là cổ phiếu Novaland. Nhưng mà cái đợt này thì tôi cho rằng là sẽ không có nhiều cái yếu tố bất ngờ. Và đặc biệt chúng ta thấy cái đợt này tôi cho rằng là những nhà đầu tư nào mà đầu tư theo cái đợt review thì tôi cho rằng cái mức mà đạt được lợi nhuận trong cái đợt này tôi cho rằng nó không cao hơn so với cái đợt vừa rồi. Vâng, xin cảm ơn anh. Và vừa rồi thì chúng ta đã cuộc trò chuyện với anh Huỳnh Anh Tuấn, là tổng giám đốc của công ty chứng khoán SJC. Và hy vọng rằng là với những phân tích của anh thì các quý nhà đầu tư có thể đầu tư thành công trên thị trường. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm lại các thông tin chính đã phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa đưa ra dự báo tăng trưởng Việt Nam sẽ tăng lên mức 6,5% trong năm 2017 và nằm trong nhóm các quốc gia dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế tại châu Á. Nguyên nhân là do sự hồi phục của nhu cầu tiêu dùng nội địa, sản lượng nông nghiệp và sự tăng trưởng ở lĩnh vực công nghiệp. Tuy nhiên, IMF cũng đánh giá chính sách tài khóa của Việt Nam mặc dù vẫn mang tính hỗ trợ, tuy nhiên mức độ tác động đến nền kinh tế sẽ ít đi. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố về đề xuất chính sách thu hút giáo viên mầm non trước tình trạng nhiều giáo viên mầm non nghỉ việc. Cụ thể, Sở đề xuất thành phố cấp ngân sách cho phép thực hiện hợp đồng giáo viên, nhân viên hỗ trợ việc chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh cho trẻ theo dạng khoán việc, hỗ trợ thêm tiền cho giáo viên, khuyến khích người có trình độ chuyên môn cao. Trong 3 năm trở lại đây, mỗi năm trung bình có 1.000 giáo viên nghỉ việc. Samsung tuyên bố sẽ tái cơ cấu hàng ngũ lãnh đạo và hoạch định chiến lược phát triển mới sau khi phó chủ tịch ông Lee Jae-chang bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. Đáng chú ý, Samsung bổ nhiệm một giám đốc mới phụ trách thị trường Trung Quốc. Động thái này thể hiện tham vọng của Samsung nhằm chinh phục thị trường đông dân nhất thế giới, vốn chứng kiến sự sụt giảm về nhu cầu tiêu thụ smartphone của Samsung. Giữa tuần qua, người dân Hy Lạp đã biểu tình phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới. Nguyên nhân là do chính phủ Hy Lạp vừa thống nhất với các chủ nợ quốc tế gồm EU và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF một thỏa thuận tạm thời về những cải cách cần có, bao gồm việc tiếp tục cắt giảm lương hưu, vốn đã bị cắt giảm và hạ ngưỡng thuế để có thể nhận được khoản giải ngân tiếp theo trong gói cứu trợ. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại một cuộc họp của Eurogroup vào ngày 22 tháng 5. Và đến đây thì thời lượng của bản tin sáng ngày 13 tháng 5 cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.